Xin chào bác trồng cây. Hôm nay em xin giới thiệu cho bác những cái túi bầu siêu là dài. Xin nhắc lại chị em phụ nữ, đó là bầu dài nhưng không cong các bác nhé. À các chị em nhé, chỉ dài thôi ạ. Đây, rất là dài, những cái bầu từ những bầu nhỏ này cũng nó rất là dài. Cái bầu nhỏ nhất hiện tại bên em là rộng 10 cm, cao 16. Rộng tức là cái đường kính miệng này các bác. Đó, cái đường kính miệng là khoảng 10 cm và chiều cao là 16 cm. 1 kg cái cỡ này thì khoảng 99 cái. Rất là nhiều đấy ạ. 1 kg 99 cái tha hồ ươm ạ. Cái bầu này thì các bác có thể trồng sầu riêng. Thường thường là sẽ trồng sầu riêng với những cái cỡ nhỏ nhỏ này. Ngoài ra những cái cỡ to hơn này thì các bác có thể trồng những cái cây lấy củ, hoặc là những cái cây cảnh nào mà các bác nuôi rễ, có thể trồng những cái bầu dài này, hoặc là những cái cây nào dễ cọc cũng được. Đây, cái cỡ tiếp theo là rộng 11, cao 18, 1 kg khoảng 85 cái. Rộng vẫn là cái đường kính miệng. Đường kính miệng rộng 11, cao 18, 1 kg khoảng 85 cái. Cái số lượng 1 kg khoảng bao nhiêu cái này nó chỉ tương đối các bác nhé. Có thể nó lệch cân, cân thì đủ cân, nhưng có thể nó lệch 1-2 cái, không vấn đề gì. Cỡ tiếp theo rộng 16, cao 23. Đây, rộng 16, cao 23, 1 kg khoảng 40 cái. Cái giá của tất cả cái túi bầu mềm này bên em hiện tại là bên em bán là 6, các bác mua số lượng ít, mua số lượng ít thì bên em bán là 65.000 1 kg. Các bác mua từ 3 kg là được miễn phí ship. Từ 3 kg là được miễn phí ship. Các bác lấy càng nhiều thì giá sẽ càng giảm đi, càng mềm hơn. Các bác lấy 10 kg thì chỉ còn 600.000 thôi, tức là tính ra là 60.000 1 kg đấy, và miễn phí ship. Các bác lấy 20 kg thì chỉ còn 1,1 triệu thôi. 1,1 triệu tức là chỉ còn 55.000 1 kg và miễn phí ship. Đó, các bác lấy càng nhiều thì giá nó sẽ càng mềm đi. Đây, cỡ to nhất về hiện tại bên em là rộng 20, cao 30. Rộng 20 và chiều cao là 30. Đó, rất là cao. Bác thích trồng cây gì cũng được. Đó, rất là cao. Thì bác nào có nhu cầu mua cái túi bầu này bên em, gọi là túi bầu dài đấy ạ. Dài thì các bác liên hệ với em cho số điện thoại là 0375 524 180. Số điện thoại em dùng cả Zalo. Các bác có thể gọi điện cho em theo số điện thoại đấy, hoặc nhắn tin Zalo cho đỡ tốn tiền, hoặc gọi điện Zalo, gọi video, hoặc gọi bình thường ở Zalo ấy ạ, cho đỡ tốn tiền được. Nói chung là hình thức nào cũng được, hoặc các bác bình luận dưới video cũng được. Đây, túi bầu đây. Ok, xin chào các bác.